Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Nếu bạn bị nhột hoặc ngứa ở lòng bàn tay, điều đầu tiên bạn nên làm là nhờ chuyên gia y tế kiểm tra để xác định xem ngứa ở lòng bàn tay có phải là triệu chứng của một vấn đề y tế tiềm ẩn hay không. Khi bạn đã loại trừ ngứa ở tai không phải là vấn đề y tế và nó không kèm theo phát ban hoặc đau, thì ngứa ở lòng bàn tay có thể là một dấu hiệu tâm linh. Ý nghĩa tâm linh của ngứa tai là gì? Bàn tay là bộ phận rất quan trọng của cơ thể và là bộ phận quan trọng của hệ thống năng lượng. Nó đại diện cho cách chúng ta thể hiện hoặc tạo ra thực tại của chúng ta và những gì chúng ta cho và nhận trong cuộc đời này. Ngứa tai thường có nghĩa là rung động của bạn đã thay đổi và bạn cảm thấy cảm giác ngứa rang của sự thay đổi năng lượng này trong lòng bàn tay. Điều này có thể cảm thấy như là ngứa rang, ngứa ngáy, run nhẹ hoặc nóng. Trong hệ thống năng lượng của con người, có 7 luân xa chính nằm dọc theo cột sống. Nhiều luân xa nhỏ khác cũng xuất hiện dọc theo các đường kinh tuyến trong cơ thể. Và những luân xa nằm trong lòng bàn tay của bạn được kết nối với luân xa tim và luân xa mặt trời. Khi lòng bàn tay của bạn bắt đầu ngứa, nó thường là dấu hiệu cho thấy rằng năng lượng của tim hoặc đám rối thần kinh mặt trời của bạn đã được kích hoạt. Điều này có thể là do bạn vừa bước vào một mối quan hệ lãng mạn, sắp tìm thấy tình yêu, đang thể hiện điều gì đó trong cuộc sống của bạn, hoặc bắt đầu cảm thấy tự tin hơn với bản thân mình. Ngứa lòng bàn tay liên quan đến tiền bạc và tài chính. Nó là một điềm lành cho thấy rằng tiền bạc đang đến gần. Hiểu biết về tim và luân xa đám rối thần kinh mặt trời có thể giúp bạn xác định ngứa ở lòng bàn tay có ý nghĩa gì và nó có liên quan đến bạn như thế nào dựa trên những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của bạn khi cơn ngứa đang xảy ra. Sau đây là ý nghĩa tâm linh của một lòng bàn tay trái ngứa. Trong hệ thống năng lượng, phần bên trái và bên phải của cơ thể thực hiện một chức năng khác nhau. Vì vậy, bạn đang bị ngứa ở lòng bàn tay nào có thể cung cấp cho bạn thông tin tại sao. Đối với hầu hết mọi người, tay trái là tay không thuận và là tay tiếp nhận năng lượng và đầu hàng theo dòng chảy của vũ trụ. Đây là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang nhận được quà tặng từ vũ trụ ngay bây giờ. Bàn tay trái cũng liên quan đến trực giác và năng lượng nữ tính của bạn. Nếu bạn cảm thấy lòng bàn tay trái của mình bị ngứa, đó có thể là dấu hiệu cho thấy rằng trực giác của bạn đang hoạt động quá mức ngay lúc này và có rất nhiều thông điệp tâm linh đang đến với bạn. Hãy ngồi yên để điều chỉnh sự khôn ngoan bên trong đang nói với bạn ngay bây giờ. Bạn có thể thực hành thiền định hoặc viết nhật ký, có thể mở ra một cánh cổng để tiếp nhận những thông điệp đó hoặc cung cấp cho bạn sự rõ ràng về ý nghĩa của chúng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn nhận thấy sự gia tăng các dấu hiệu hoặc sự đồng bộ xảy ra xung quanh mình. Chẳng hạn như bạn nhìn thấy những con số lặp lại, nghe ù tai, nhìn thấy linh hồn của bạn. Sẽ là một ý tưởng hay nếu bạn bắt đầu kết nối những đồng bộ hóa này bằng cách ghi nhật ký. Nếu có những bộ phận khác trên bàn tay trái của bạn bị ngứa ngoài lòng bàn tay, cũng có ý nghĩa tâm linh. Nếu lòng bàn tay của bạn bị ngứa gần ngón út, đây là năng lượng liên quan đến luân xa xương cùng hoặc luân xa thứ hai của bạn. Trung tâm năng lượng này là tất cả về cảm xúc, mối quan hệ, sự thân mật, tình dục và sự sáng tạo. Trong bàn tay trái của bạn, đây là về việc tiếp nhận những năng lượng này vào cuộc sống của bạn. Ngứa thể hiện rằng năng lượng đang cố gắng đến với cuộc sống của bạn và thông điệp là hãy mở ra không gian cho điều đó đến. Đó có thể là một mối tình lãng mạn mới hoặc những cảm xúc mới từ một mối quan hệ hiện tại. Cổ tay trái có liên quan đến luân xa gốc và ngứa gần cổ tay trái có liên quan đến việc cho phép mọi thứ xảy ra thay vì cố gắng kiểm soát mọi kết quả. Thông điệp là để giải phóng căng thẳng khi cần mọi thứ theo một cách nhất định và mở ra cho bạn điều kỳ diệu có thể xảy ra với bạn, cho phép vũ trụ tràn vào cuộc sống của bạn. Đầu ngón tay cái bên trái liên quan đến năng lượng của luân xa phương miện và ngứa ở đầu ngón tay cái bên trái là dấu hiệu cho thấy rằng
bạn có nguồn năng lượng tinh thần rất tích cực trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể được các thiên thần của mình liên lạc hoặc cảm thấy cần kết nối với bản thân về mặt tâm linh. Đây có thể là thời điểm tốt để tham gia một khóa tu thiền. Ngón tay giữa bên trái liên quan đến năng lượng của con mắt thứ ba. Về trực giác của bạn, bạn có thể gặp phải tình trạng đồng bộ hóa tăng lên và các thông báo trực quan đến khi ngón tay giữa bên trái bắt đầu ngứa. Ngứa ngón cái bên trái phía dưới phần góc của ngón tay cái liên quan đến năng lượng luân xa cổ họng của bạn, có liên quan đến giao tiếp. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng ai đó đang cố gắng giao tiếp với bạn nhưng bạn không muốn lắng nghe, hoặc họ sợ hãi. Đó là dấu hiệu cho thấy ai đó đang nghĩ về bạn. Tâm bàn tay trái chính giữa bàn tay là nơi tập trung năng lượng luân xa tay của bạn và có liên quan đến sức khỏe tổng thể của bạn. Nếu có vết ngứa ở giữa bàn tay, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị kích động và cảm thấy trì trệ. Bạn có thể đi du lịch hoặc di chuyển có thể hữu ích cho bạn lúc này để bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Và sau đây là ý nghĩa tâm linh của một lòng bàn tay phải ngứa. Vì tay trái liên quan đến việc tiếp nhận năng lượng và năng lượng nữ tính, tay phải liên quan đến việc cung cấp năng lượng và năng lượng nam tính. Năng lượng từ bàn tay phải là tất cả về hành động, sáng tạo, biểu hiện. Với hai nguồn năng lượng của tay trái và tay phải, có sự cân bằng âm dương giữa hai nguồn năng lượng này giúp dòng năng lượng đi khắp cơ thể bạn lưu thông. Khi những năng lượng này bị chặn lại, nó có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, trì trệ, kích động và không khỏe. Ngứa ở lòng bàn tay phải liên quan đến cảm giác như thể bạn đang bị kiểm soát hoặc hạn chế sống cuộc sống mà bạn cảm thấy sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn. Điều này có thể liên quan đến việc bạn bị mắc kẹt trong công việc mà bạn không thích. Có thể là bạn đang ở trong một mối quan hệ không còn khiến bạn hạnh phúc và bạn cảm thấy mình không còn gì để cống hiến cho mối quan hệ. Bị ngứa ở tay phải cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn có nhiều điện tích hơn đối với năng lượng hành động của mình. Và đây có thể là thời điểm tuyệt vời để thực hiện các mục tiêu của bạn. Nếu bạn đang bế tắc trong một quyết định, đây có thể là một dấu hiệu để bạn đưa ra quyết định và thực hiện nó. Ngứa lòng bàn tay phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng tiền bạc đang hướng đến bạn. Theo nghĩa là bạn có nhiều năng lượng biểu hiện hơn và có thể thu hút tài chính dễ dàng hơn. Nếu có những bộ phận khác trên bàn tay phải của bạn bị ngứa ngoài lòng bàn tay, nếu lòng bàn tay bị ngứa gần ngón út, đây là năng lượng liên quan đến luân xa xương cùng hoặc luân xa thứ hai của bạn. Trung tâm năng lượng này là tất cả về cảm xúc, mối quan hệ, sự thân mật, tình dục và sự sáng tạo. Trong tay phải của bạn, đây là về việc giải phóng năng lượng. Ngứa thể hiện nhu cầu năng lượng bị mắc kẹt để di chuyển ra ngoài qua bàn tay. Có thể có những cảm xúc bế tắc, rất có thể là xung quanh tình yêu, cảm xúc, mối quan hệ hoặc hình ảnh bản thân cần được bộc lộ ra ngoài. Cổ tay phải có liên quan đến luân xa gốc và ngứa gần cổ tay phải có liên quan đến việc thiết lập ranh giới thay vì để người khác kiểm soát cuộc sống của bạn. Thông điệp là học cách nói không và bắt đầu hành động để tạo ra một cuộc sống mang lại niềm vui cho bạn. Điều này có thể có nghĩa là rời bỏ công việc, mối quan hệ, tình bạn hoặc chuyển đến một khu vực mới. Đầu ngón tay cái có liên quan đến năng lượng của luân xa vương miện và ngứa ở đầu ngón tay cái bên phải là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang trong thời kỳ phát triển tâm linh. Có thể có một số điều xuất hiện trong cuộc sống của bạn có vẻ như thách thức hoặc mệt mỏi bởi vì bạn đang bước vào một rung động cao hơn. Giai đoạn ngay trước giai đoạn phát triển tinh thần luôn khó khăn, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang phát triển và mọi thứ sẽ sớm tốt hơn. Ngón giữa liên quan đến năng lượng của con mắt thứ ba và về trực giác của bạn. Đây là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn nên hành động theo trực giác của mình nếu bạn cảm thấy rằng bạn nên đưa ra quyết định. Nếu bạn là người logic và ngón tay giữa bên phải của bạn bị ngứa nhiều, đó là dấu hiệu cho thấy rằng logic của bạn có thể ngăn cản bạn chấp nhận rủi ro. Điều đó sẽ khiến bạn hoàn thành tốt hơn. Ngón cái phía dưới bên phải liên quan đến năng lượng luân xa cổ họng của bạn và ngứa ở ngón tay cái phía dưới bên phải liên quan đến giao tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang tránh gặp phải một cuộc trò chuyện khó khăn với ai đó, hoặc việc giao tiếp của bạn với người khác, hoặc với chính mình bị chặn. Viết ra những suy nghĩ sâu kín nhất của bạn có thể hữu ích để hiểu lý do tại sao bạn cảm thấy bị chặn. Tâm bàn tay phải chính giữa bàn tay
là nơi tập trung năng lượng luôn xa tay của bạn và có liên quan đến sức khỏe tổng thể của bạn. Nếu xuất hiện vết ngứa ở giữa bàn tay phải, đó là dấu hiệu cho thấy rằng bạn là người rất sáng tạo. Thực hiện một dự án sáng tạo hoặc thực hiện các mục tiêu của bạn có thể khiến bạn cảm thấy cân bằng hơn. Mặc dù không phổ biến, nhưng bạn có thể bị ngứa ở cả hai lòng bàn tay cùng một lúc. Ngứa cả hai tay là dấu hiệu cho thấy rằng bạn có mức độ nhạy cảm cao với năng lượng. Điều này cũng có nghĩa là bạn rất có thể nhạy cảm với năng lượng của người khác. Điều này có thể có nghĩa là bạn cần chăm sóc sức khỏe tràn đầy năng lượng của mình hơn hầu hết những người khác. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn là người đồng cảm hoặc một người rất nhạy cảm và có một tinh thần rất đáng yêu và giàu lòng trắc ẩn. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn có năng khiếu chữa bệnh bằng tay và sự nghiệp chữa bệnh bằng năng lượng có thể thành công. Một khi bạn bắt đầu để cho con người thật của mình bắt đầu giúp đỡ và chữa lành cho người khác, cảm giác ngứa ngáy rất có thể sẽ giảm bớt vì lúc này năng lượng này đã có chỗ để phát huy. Giữ kết nối và giao lưu với những người khác theo hướng tích cực để họ có thể chữa lành là điều quan trọng đối với sức khỏe tràn đầy năng lượng của bạn. Nếu con ngứa ở tai gây khó chịu cho bạn và bạn muốn nó chấm dứt và bạn tin rằng đó là một dấu hiệu tâm linh, điều tốt nhất bạn có thể làm là ngồi yên và tự hỏi bản thân xem cơn ngứa biểu hiện ra sao. Bạn thường sẽ nhận được câu trả lời theo cách không mong muốn. Tuy nhiên, nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, thì sau đây là một số điều cần xem xét có thể hữu ích cho bạn. Cân bằng năng lượng bên trái và bên phải của cơ thể và thực hiện khai thông năng lượng tinh tế của các kinh mạch, luân xa và hào quang. Điều này có thể giúp giảm ngứa hoặc áp lực mà bạn có thể cảm thấy trên tai. Mỗi người có một hệ thống năng lượng phức tạp và độc đáo. Vì vậy, việc xác định lý do tại sao ngứa lòng bàn tay là tốt nhất do bạn và trực giác của bạn cảm nhận. Hãy sử dụng trực giác của bạn khi quyết định điều gì đang hiển hiện trong cuộc sống của bạn như một dấu hiệu tâm linh. Mặc dù đây là một cách giải thích ý nghĩa tâm linh của việc ngứa lòng bàn tay, nhưng mỗi người đều có những dấu hiệu và ngôn ngữ tâm linh của riêng mình. Hãy lắng nghe trực giác của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.